Mình xin chào các bạn nha. Rất vui vì được gặp lại các bạn trên kênh của mình. Nội dung video ngày hôm nay thì mình xin chia sẻ với các bạn một tính năng mới mà Facebook mới cập nhật cho ứng dụng Messenger. Đó là cho phép chúng ta có thể là cập nhật những cái suy nghĩ của bản thân cũng như là những cái trạng thái của bản thân ngay trên ứng dụng Messenger, và bạn bè chúng ta có thể là xem và cũng như là nhìn thấy được những cái suy nghĩ và những cái cảm nghĩ của chúng ta ở trên ứng dụng Messenger trong vòng 24 giờ khi chúng ta đăng những cái nội dung suy nghĩ của chúng ta lên trên ứng dụng Messenger. Và để sử dụng được tính năng này thì mình sẽ hướng dẫn chi tiết các bạn cái cách chúng ta sẽ sử dụng được cái tính năng cập nhật suy nghĩ ở trên ứng dụng Messenger mà Facebook mới vừa bổ sung cho ứng dụng Messenger nha. Đầu tiên thì để sử dụng tính năng này thì các bạn cần phải đảm bảo cho mình đó là cái ứng dụng Messenger của các bạn cần phải cập nhật lên cái phiên bản mới nhất, bằng cách là nếu như các bạn sử dụng điện thoại Android thì chúng ta sẽ vào cửa hàng Search Play và các bạn sẽ gõ từ khóa đó là Messenger. Và những bạn mà sử dụng điện thoại iPhone thì chúng ta cũng làm tương tự, bằng cách là chúng ta sẽ vào cửa hàng App Store, các bạn sẽ tìm kiếm cái ứng dụng Messenger. Và nếu như ứng dụng của các bạn có chữ cập nhật thì các bạn vui lòng là cập nhật cho Messenger của các bạn lên phiên bản mới nhất thì sẽ có tính năng này. Và sau khi các bạn đã cập nhật lên phiên bản mới nhất rồi thì các bạn sẽ mở ứng dụng Messenger lên, và cái tính năng này nó sẽ nằm ở ngay vị trí đầu tiên avatar của các bạn. Các bạn sẽ thấy nó sẽ có một cái dấu cộng ở đây và nó sẽ có cái chữ đó là ghi chú. Và bây giờ các bạn chỉ cần nhấn vào phần dấu cộng. Lúc này thì các bạn sẽ ghi vào đây cái nội dung chia sẻ của bạn về cái suy nghĩ của bạn. Và ở đây thì nó sẽ giới hạn nội dung, nó là chúng ta sẽ giới hạn là 60 câu. Đó, 60 câu hoặc là 60 từ. Các bạn sẽ ghi cái nội dung mà các bạn muốn chia sẻ lên trên Messenger. Và như vậy thì nếu như bạn nào muốn chia sẻ cái cảm nghĩ của bạn cho người yêu hoặc crush biết được những cái suy nghĩ của bạn ở trên Messenger thì các bạn sẽ tiến hành là ghi vào đây. Và ở đây nó sẽ ghi chú đó là bạn bè có thể nhìn thấy ghi chú của bạn trong vòng 24 giờ. Mọi người sẽ không nhận được thông báo khi bạn chia sẻ. Có nghĩa là khi mà chúng ta chia sẻ những cái dòng cảm nghĩ ở trên Messenger thì bạn bè chúng ta sẽ nhìn thấy trong vòng 24 giờ. Và sau đó thì cái tin đó nó sẽ tự mất đi. Nó giống như là tính năng tin nổi bật ở trên Facebook. Tuy nhiên thì khi mà các bạn chia sẻ lên thì mọi người sẽ không nhận được thông báo. Nhưng mà mọi người vẫn sẽ xem được những cái suy nghĩ các bạn chia sẻ lên. Ví dụ như là mình sẽ chia sẻ lên một cái nội dung. Sau đó thì mình sẽ, sau khi mà mình viết xong như này rồi thì mình sẽ nhấn vào phần chia sẻ. Đó. Và như vậy thì ngay lập tức cái nội dung của mình nó sẽ hiển thị ở đây. Và khi mà bạn bè của mình sử dụng ứng dụng Messenger thì sẽ nhìn thấy được cái dòng trạng thái suy nghĩ mà mình chia sẻ lên đây, và họ có thể là dễ dàng đọc được. Như vậy thì bằng cái cách này các bạn có thể là dễ dàng chia sẻ được suy nghĩ của mình cho bạn bè hoặc là người yêu hoặc là crush biết được hôm nay là chúng ta đang suy nghĩ gì và hôm nay là tình trạng của chúng ta như thế nào. Đây là một tính năng mới mà ứng dụng Messenger vừa mới cập nhật cho chúng ta. Và nếu như các bạn muốn sử dụng tính năng này thì các bạn nên cập nhật cho ứng dụng Messenger lên phiên bản mới nhất thì sẽ sử dụng được cái tính năng mới này nha. Và video chia sẻ của mình thì đến đây là kết thúc. Mình hy vọng là cái video này nó sẽ giúp ích và cũng như là hữu ích cho các bạn. Các bạn xem video của mình nếu thấy hay, đừng quên nhấn like, đăng ký kênh ủng hộ mình. Và hẹn gặp lại các bạn những video lần sau.